Em xin kính chào toàn thể các quý cô chú anh chị các bạn đam mê hoa lan trên toàn quốc. Hôm nay phiên bán hàng nhà em có bến rất là nhiều những dòng hàng lan đẹp, những dòng hàng hoa có nụ. Và hai số điện thoại để liên hệ đặt hàng là 0393 998895 hoặc 0966 121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương. Và những cái đơn giá em báo là chưa có phí ship nhé. Các bác nhận hàng thanh toán tiền hàng, tiền phí ship và bên vận chuyển. Và hôm nay thì có một cái lô giả hạc Pháp, hàng đang có nụ hoa như một cái suối hoa về rất là đẹp. Và hôm nay sẽ bán cho mọi người một cái lô hàng tri ân giá rất là rẻ, rất là đẹp. Và nhiều hàng nụ khác nữa. Sau đây thì em sẽ lần lượt điểm qua từng loại mặt hàng đến mọi người luôn ạ. Trước tiên thì em sẽ giới thiệu cho mọi người cái lô giả hạc Pháp mới về. Mọi người thấy không? Giả hạc Pháp về đang có nụ rất là nhiều, rất là đẹp. Đó, giả hạc Pháp ngày hôm nay thì bạt ngàn những dòng hoa tuyệt vời luôn. Để cho mọi người đi vào phía trong đây. Phía trong đây em cũng mang mới về cập bến cái lô giả hạc Pháp rất là đẹp. Và mọi người ơi, thời điểm này là cái giả hạc Pháp cũng đang chuẩn bị đơm lên những cái mầm gốc rất là tuyệt vời. Đó. Và hôm nay thì em sẽ bán cho mọi người giả hạc Pháp nhé. Một cái chậu bảng hình tròn, tròn thế này, nhiều thân như thế này. Đó. Nhiều thân và hàng tròn như này, với giá là 200.000 đồng một chậu. 200.000 đồng một chậu hàng tròn. Còn đối với những hàng chậu mà nó ít thân hơn, ngắn hơn thì em sẽ bán là 150.000 một giò. Cái này là ngày xưa là ghép theo kiểu là ghép tác phẩm ấy ạ. Ghép theo cái giò tròn là ghép tác phẩm chứ không phải là ghép theo bảng mà nó chỉ có một mặt thôi. Còn cái giò tròn này nó sẽ là bốn phía nhá, bốn phía xung quanh đều là cây nên là nụ hoa rất là nhiều, đang như là những suối hoa. Em sẽ có hai mức giá đối với giả hạc Pháp nhé. Bảng chọn là 200.000, ví dụ như một cái bảng to đùng như thế này, nhiều thân như thế này. Cái giả Pháp này cái thời điểm đầu tiên ấy là một cái thời điểm mà giả Pháp bán theo thân. Một cái chậu này nhiều thân này phải tiền triệu, hàng triệu ấy. Đấy, hôm nay cái lô giả Pháp mới về có 200.000 một giò thôi. Đấy, đẹp chưa? Về các bác chơi hoa luôn. Hoa này thì về tầm khoảng 5-7 ngày nữa là nó sẽ nở hoa. Và các bác chơi hoa xong thì các bác chơi cái mầm gốc này bắt đầu là sẽ chuẩn bị là đơm tiếp nhá. Và nó sẽ dài như những cái thân trước đó. Tiếp theo đến dòng đai châu. Đai châu hôm nay em có một số mẫu mã đai châu như sau. Trước tiên em có ba cái cây đai châu này là màu cam đỏ thanh lý. Hàng này là cây đôi, lá nó hơi bị gãy một tí này. Đấy, nó lỗi lá một tí xíu thôi. Hàng này em thanh lý cho mọi người 100.000 một cây. Bắt là lấy hết cả 3 cây em tính 90.000 một cây. Hàng này đang bán là 130 một chậu ạ. Thế nó chỉ xuất ra một chút xíu thôi. Nó không có vấn đề gì ạ. Tiếp theo là đai châu hồng cánh sen. Hồng cánh sen, đây hàng này thì chuẩn hoa nhé. Vừa rồi thì nở hoa nhưng bây giờ sót lại một số bông này. Hồng cánh sen hôm nay cây lô mới về nhé, rất là đẹp, cây to. Loại này em bán là 270.000 một cây hồng cánh sen. Lô đợt này cây to, đẹp, bảo đại hành mặt hoa cho mọi người. Đây, bông hoa của nó. Đây là cái màu VIP nhất của dòng đai châu Thái. Tiếp theo đây là màu cam lửa. Màu cam lửa. Cam lửa thì có tầm khoảng 5 cây thôi. Và hoa của nó màu cam, ra ánh nắng rất là rực rỡ nhé. Một chậu 2 cây to như thế này em bán là 230.000 đồng một chậu cam lửa. Tiếp đến là đai châu hoa trắng ạ. Dòng hoa trắng. Dòng này hoa trắng tinh, trắng tinh khôi. Dòng trắng này thì một cậu chậu của nó sẽ có một cây thôi ạ. Và bản lá xếp V rất là đẹp. Hàng này là hàng chậu gỗ. Hàng đai châu trắng chậu đôi to, chậu đơn mà cây xếp V to như này em bán là 220.000 một cây nhá. Tiếp theo đó chính là đai châu lá mít. Hàng lá mít ngắn và cây cũng khá là đẹp. Hàng lá mít này em bán là 120.000 một cây. Mít này nó sẽ có hai màu. Nếu mà nhặt thì có thể lựa được hai màu. Đấy, bản lá ngắn, bản lá rất là to, lá ngắn rụt. Còn tiếp nữa là bảng đai châu đôi. Đấy, cái bảng đôi hai cây này, to đùng này em bán là 220 một bảng hai cây. Ô con dậy rồi. Và ngoài ra thì em có cả đai châu ngọc trai đen. Em ra bên vườn cho mọi người xem đai châu ngọc trai đen. Đây là đai châu ngọc trai đen. Còn duy nhất 3 cây cho mọi người. Cái lô này hoa nó đẹp lắm. Hoa của nó lộng lẫy cực kỳ luôn. Một chậu đôi cây, hai cây này em bán là 230.000 một chậu ngọc trai đen. Hàng chuẩn hoa nhá. Tiếp đến em có 3 cái chậu lan lọng đỏ ạ. Mọi người biết cái dòng hoa lan lọng chưa? Hoa đỏ rất là đẹp này. Riêng cái thân lá của nó rủ xuống rất là xinh rồi. Em ký hiệu đây là mã số 4 này. L4 này, lọng đỏ này, 150.000. Tiếp theo là mã L5 cũng 150.000.
nhiều thân, rất là nhiều tép. Và mã L3, L2 cũng 150.000, lá ngắn. Nói chung là cái lọng đỏ này thì hàng của Thái Lan, còn cái hàng rừng của mình cái lọng của nó, hoa nó không được đậm đà đâu. Và thứ hai là hoa nó bé, cái dòng này lọng bông to. Tiếp theo em còn duy nhất 4 cây Dendro đột biến 3 vàng 3 đỏ này, mã V11 này, một chậu sum xuê nhiều thân 120.000. 120.000. Cái này cái loại mà thị trường bán cái 3 vàng 3 đỏ chỉ bé xíu này thôi. Cái lô này cây của nó trụ chậu nhiều thân và nhiều cây còn đang chuẩn bị nhú vòi này mọi người. Đấy, chuẩn bị nhú vòi những cái thân đấy. Tiếp theo 3 vàng 3 đỏ V9 110.000 đồng. 110.000 đồng, nhiều thân. V4 120.000. 3 vàng 3 đỏ. V7 120.000, chậu này ít thân nhưng mà nó cao, đang chuẩn bị nhú vòi đầu ngọn. Em còn duy nhất 4 chậu Dendro đột biến chớp bịp ạ. Em chậu ký hiệu đây là mã B1 này, 200.000 một chậu chớp bịp. Đây cũng là dòng Dendro đột biến cánh viền chớp nhé. Tiếp theo là mã B4 190.000. Mã này cây này chuẩn bị nhú vòi hoa này 190k. Tiếp theo là mã chớp bịp B2 190k. Và mã chấp bịp B7. Mã này cái ngọn này hình như bị hư rồi. Cái ngọn này em không để ý đã bị hư. Chậu này 200, hôm nay sẽ giảm giá cho chậu này là 130.000. Đấy, giảm cho 70.000. Cái ngọn này bị hư này. Nói chung nó cũng gần đứng ngọn rồi. Đấy, đấy đúng rồi. Cái này là chắc không để ý. Còn duy nhất một chậu Thiên Nga. Thiên Nga này cái loại củ to là đợt trước bán 150 em mang ra thuần. Bây giờ đang lên 2 mầm này, 90.000 cái chậu này nhá, Thiên Nga. Có hai chậu đen đô xuân vừa với nở hoa này. Hoa của nó là tím, cánh chớp này, chớp tím này. Chậu này em ký hiệu là chậu số 1 này. Em bán là 130.000 cái chậu số 1 này. Rất là nhiều thân, sum xuê cực kỳ là nhiều thân luôn. Tiếp theo là chậu số 2. Chậu này chuẩn bị nở hoa. Chậu này em bán là 140.000. Chậu này siêu to, to hơn chậu kia. To lắm ạ, nhiều thân, nhiều mầm gốc. Chậu Dendro xuân số 2. Tiếp theo ra ngoài phía ngoài vườn thì em có những cái chậu Vanda cây khủng ạ. Loại này thì em có hai màu được phân loại rất là rõ ràng, đó chính là màu hồng đại và màu đỏ. Loại này thì chiều cao trung bình nó phải rơi tầm 5 gang tay của em, rất là cao. Và một chậu to đùng này em bán hôm nay siêu giảm giá cho mọi người 200.000 một cây. Còn Vanda này, Vanda xanh blue, còn 4 cây duy nhất, cây lá xếp rụt này, dễ đặc bắn rất là khỏe này. 150.000 một cây Vanda xếp blue. Tiếp theo em có về một lô Dendro úp mắt đen, hàng bụi to, chậu to, nhiều thân này. Loại này em bán là 170.000 đồng một chậu nhá. Ui, to lắm ạ. Bạn nào mua 2 chậu em tính là 300.000 2 chậu. Đó. Còn tiếp bên đây đó chính là những chậu lan thịnh vượng phát tài. Để một bụi thịnh vượng phát tài nó rất là nhiều thân. Này, ví dụ như chậu này nó rơi tầm 4 mầm này. Chậu này cũng 4 mầm này, những chậu to cao này. Có hai màu nhá, màu vàng tuyền và màu báo đốm. Loại này em bán là 160.000 một chậu, thịnh vượng phát tài. Tiếp đến là những giò kiều vuông Lộc Bắc, vùng Di Linh Lâm Đồng nhé. Đây là những giò kiều Lộc Bắc này, sum xuê nhiều thân này. Có hai mức giá nhé, đối với những hàng chọn thì em bán là 250.000 đồng một chậu, nhiều thân. Còn đối với những hàng mà ít thân hơn thì em bán 220.000 đồng một chậu. Kiều bây giờ đang sưng nụ chuẩn bị hoa ấy, chuẩn bị hoa, cái lô kiều. Có một cái giò hạc vĩ này, hạc vĩ Đà Lạt đang lên mầm 70.000. Và tiếp theo em có cái combo hai giò hạc vĩ Đà Lạt. Đẹp chưa? Hoa của nó họng trắng này, lưỡi trắng, đang lên rất là nhiều mầm. Combo này em bán 150 hai bảng này, đầy mầm gốc, 150.000 hai bảng. Cái dòng hạc vĩ Đà Lạt này cũng hơi bị mắc tiền, không bị rẻ tiền đâu ạ. Tiếp theo em có 5 cái trắng HO, em bán là 30.000 một kỳ như thế này. Một chậu 3 kỳ là 90.000. Còn Phú Thọ thì là 20.000 một kỳ. Kỳ dài, bù kỳ ngắn. Nó đang xuống lá này, chuẩn bị đẩy mầm gốc. Giáng hương đuôi cáo ạ. Những cái giò giáng hương đuôi cáo một chậu sẽ trung bình gồm 3 cây cáo xếp phê rất là đẹp. Em bán với giá là 210.000 đồng một chậu nhé. 210.000 đồng một chậu cáo xếp phê. Có một dề kiều tím miền Trung, cái hàng này là nhà em ghép từ xưa này, ghép theo thế tròn và một thân nó rất là nhiều mắt nụ hoa. Kiều tím bây giờ giá cũng phải là 380 một cân rồi mọi người. Cái rổ này nó tính ra sơ sơ nó cũng gần cân nữa. Em bán có 290 cái dề thôi. 290.000 cái dề kiều tím miền Trung. Tiếp theo là những cái cây lan phong những cây phong thủy.
gồm có cây phú quý lá đỏ này, cây vạn lộc lá đỏ, vạn lộc lá xanh và cây trầu bà. Loại này thanh lý 60.000 một cây để bàn uống nước. Các dòng lan cát thì bên em đang có video riêng đối với dòng lan cát nhé. Tất cả những mã lan cát thì đang được bao ship từ 3 chậu và đang có video giới thiệu chi tiết về từng lan cát và có đính kèm mặt hoa, mọi người xem trong video em đăng video tầm trưa nay mọi người xem nhé. Tiếp theo bên đây, ngoài đây còn cái gì không ta? Tam bảo sắc trắng đột biến, hoa của nó màu trắng tinh, còn duy nhất 3 giò thôi mọi người ạ. Nói chung là cái hàng này là hàng sưu tầm mặt hoa, cây lá xếp. Tam bảo sắc hoa trắng này 170.000 đồng một giò, 170.000 một cây lá xếp V. Thiên Nga 40.000 một củ, 40.000 một củ Thiên Nga như thế này. Tiếp theo nữa đó chính là những cái cây hồ điệp thanh lý này. Hàng này thanh lý nhá, 100.000 ba cốc. Hôm nay thanh lý cho mọi người, cái hàng này bán 60.000 một cốc, 70.000, 70.000. Giờ thanh lý 100.000 ba cốc hồ điệp. Sang bên đây em có những lô vũ nữ vừa về nhá. Đầu tiên đó chính là hoàng hậu hoa xanh bụi siêu to đùng. Ôi dồi ôi, cái bụi to quá mọi người ạ. 160.000 một cây, 3 cây miễn ship. Vũ nữ mèo cam đang nụ hoa. Đây, những cái nụ nhu nhú mới lên này. Một bụi khá là to, nhiều thân, 200.000 một chậu mèo cam. 200 sô cô la và ngọc nữ hiện tại đang hết hàng nhá. Em đang chuẩn bị về hàng, bắt nào đặt trước thì có thể liên hệ. Mua 3 chậu vũ nữ em sẽ bao ship. Phía bên đây là những chậu sơn thủy tiên hàng thuần. Đấy ạ, những cái sơn thủy tiên mà trồng hoàng thuần giống này, này mầm lên rất là đẹp. 190.000 một giò sơn thủy tiên thuần. Tiếp đến bờ rát ạ. Bờ rát thì đang có chương trình là mua 3 chậu miễn ship. Bờ rát hoa màu trắng nữ hoàng bóng đêm này là 100.000. Bờ rát hoa màu vàng đốm, đây là vàng đốm này, cũng là 100.000. Ui, bụi vàng cũng rất là nhiều thân. Và cái bờ rát đổi màu nó ít thân thôi, cũng là 100.000 một cây nhé. Mua 3 chậu miễn ship. Còn một cái vũ nữ ngọc cẩm thạch hoa xanh này, 140 một cây, 3 chậu miễn ship. Đối với dòng vũ nữ này nhé, tùy từng dòng thì em có chương trình ưu đãi khác nhau. Loại này phân nhánh mà hoa rất là đẹp. Zaza mini này, thanh lý cho mọi người 40.000 một cây, 40.000 một chậu Zaza mini. Đen đô nắng cũng đang thanh lý 50.000 một chậu. Đây các dòng lan cát này, hôm nay lên video rất là nhiều loại lan cát khác nhau, về bạt ngàn luôn. Nói chung là lan cát lô đợt này về rất là nhiều mẫu mã đẹp. Đó, thanh lý mấy cái giò Hawaii 50.000 một giò này, đang lên rất là nhiều mầm. Đây lan cát nha mọi người nhá, nhớ xem video lúc trưa nay ạ. Còn đây là đen rô xuân 170.000 một giò, siêu to bự nhiều thân, siêu to đùng. Lan ống điếu vừa về thêm này, 150.000 một cây. Ống điếu, cây này đang chuẩn bị nhú vòi hoa, đứng ngọn rồi ạ. Ống điếu to đẹp chưa. Đây đen rô thanh lý 50.000 này. Những cái cây đen rô này, có Robert này, có kinh hổ mang này, có nắng 114 này, 50.000 một cây thôi ạ. Đây là các dòng lan cát hoa thử đằng nhá, 180.000 một cuộn và loại chọn là 250. Đây, rất là nhiều cây đang lên mầm, lên chồi. Và loại này thì để mọi người trồng làm ban công, làm hàng rào. Mua 2 cuộn là em sẽ miễn ship rồi. Đây là hoa tử đằng. Và sang bên đây em có mai đỏ và mộc hương. Đây mọi người qua bên đây xem mai đỏ và mộc hương nhá. Mai đỏ bên đây ạ, em đang bán là 150.000 một cây. Bây giờ lác đác cũng còn một vài cây còn đang bói hoa. Loại này về các bác cứ cắt tỉa thật sạch đi. Hôm trước có khách nhà em cắt tỉa sạch xong lại còn tuốt lá. Thế nào một nửa tháng sau cây lại đẩy thêm một đợt nụ nữa. Loại này gửi đi này sẽ bớt chút bầu đất ở trong gốc nhé. Bởi vì cái hàng này nó đất hơi nặng. Nhà em thì 2 cây đã miễn ship rồi. Nên làm sao tạo cho mọi người điều kiện, hỗ trợ cho mọi người về tiền phí ship là như thế. Mua 2 chậu em sẽ miễn phí ship ạ. Tiếp đến là lan rừng nhá. Em đang có một số những loại lan rừng mới về. Thứ nhất là dòng kiều vàng này. Kiều vàng cây xanh mướt và rất là đẹp này. Đó, kiều vàng 200.000 một cân và 50.000 một bó. Đây những cái mắt nụ kiều vàng chuẩn bị sưng nụ thôi. Lô này thân dài rất là đẹp. Còn đây là hạc vĩ bắc 180.000 một kg và 50.000 một bó. Ngọc thạch 3 màu, thân của nó bóng lộng rất là đẹp này, 150.000 một kg thôi.
150.000 một kg và 50.000 một bó ạ. Đây ạ, ngọc thạch rất là đẹp. Cẩm báo này cũng 150 một cân này. Các bác có thể mua nhỏ nhất là 50.000 nhá. Phía bên đây là kim điệp xuân. Hôm nay em xả cho mọi người kim điệp xuân 120.000 một kg. Bình thường 150 đấy, hôm nay bán 120. Còn đây là nhất điểm hoàng, nhiều cây đang có nụ này, 90.000 một cân thôi. Chỗ này trông thế chắc cũng được cân rưỡi thôi ạ. Ý ngọc này, còn một ít ý ngọc. Cũng bán 150 một cân. Kim điệp nhựa 180.000 một cân và 50.000 một bó. Còn đây là trúc Phật Bà nhé. Trúc Phật Bà em bán là 45.000 đồng một lạng. Có địa chỉ anh từng mua rồi đấy. Còn tiếp nữa là sơn thủy tiên ạ, em đang bán là 200, hôm nay em sẽ xả cho mọi người 180 một cân thôi. Sơn thủy tiên hôm nay cây cao cũng rất là đẹp. Địa chỉ với tên. Em có một lô đuôi chồn giống này, chỗ mớ đuôi chồn giống này em bán là 40.000. Để bác nào làm giống này, lấy lô này 40.000 thôi. Corat Koki, một chậu sẽ là một chậu 2 cây như thế này, 250.000 một chậu 2 cây. 2 4 còn 6 cây Corat Koki nhá, 250. Hàng này hàng mẹ bồng con, rất là đẹp, 250.000 ạ. Tiếp đến em có một số những mã như sau là mã hình 3 hoàng, đây là nhất điểm hoàng này. Nói thật là cái nhất điểm hoàng này hoa của nó cũng khá tương tự như cái cây cây gì nhỉ, của bên Thái Lan ấy, hoa nó cũng bền như vậy, hoa trắng họng vàng. Cây này 70.000, nguyên một rè 70.000, đầy nụ hoa luôn. Một rè nhất điểm hoàng 70.000. Tiếp theo hình số 2 có một cái rè hạc vĩ rất là mập, đẹp. Rè này 80.000. Tiếp nữa đó chính là một rè hình 10, một rè ngọc thạch 3 màu 80.000. Và có một cái rè sơn thủy tiên cực kỳ là đẹp, bản lá to này 170.000 cái rè này, đang rất là nhiều nụ. Nói chung là nụ này cũng có thể chơi được, cũng có thể là tàn nhé, 170.000. Em lên cho mọi người combo một số những cái cây hoàng nhạn nhà em thanh lý. Hoàng nhạn này thì trước đó thì ngày xưa ghép cũng không biết là tháng 4 tháng 8 đâu, ghép từ lâu lắm rồi. Hôm nay thì mang ra thanh lý cho các bác. Combo M26 này gồm một chậu này, chậu này gồm 2 cây hoàng nhạn này, chậu này gồm 3 cây hoàng nhạn này, chậu này 4 cây hoàng nhạn này, 150 thôi. M27 này cũng 150 một chậu. Nếu mà tháng 8 thì riêng một cái cây nhỏ đã 100.000 rồi mọi người nhé. Đây là hàng bán theo kiểu số số thôi. Ngày xưa em bán tháng 8 nhiều lắm, nhưng không biết là có lẫn ở trong đấy không. Có mấy cái cây, những cái cây mà hàng mà bán không hết ấy, xấu xấu ấy lại mang ra ghép. 150 M27. M28 cũng combo 3 chậu, trong đó có một chậu này gáo dừa đã 25.000 rồi này. Đấy, 3 chậu này cũng 150. Đấy. Về cho các bác chơi. À, em có mấy cái chậu hoàng phi hạc này, rất là đẹp. Chậu này em ký hiệu là mã số 1 này. Có hai mặt hoa. Ui, mặt hoa này, mặt hoa mắt đen này. Cái lô hoàng phi hạc rừng này đợt này nhà em bán rất là nhiều cây có họng đen, mắt đen như thế này nhé. Mọi người thấy chưa? Đây là cây hoa trắng vàng này. Chậu họng mắt đen này số 1 này, em bán với giá là 200.000. Có cả mặt hoa vàng, một mặt hoa họng đen. Chậu số 1. Chậu số 2 hoàng phi hạc. Hoa này là hoa xanh, mắt hơi đen đen. Kia là mắt đen rõ nhé, cái này hơi đen đen này. Đấy, chậu số 2 này em bán với giá là 180.000. Ui, hôm nay nắm hoàng phi hạc mắt đen lắm. Chậu số 3 này chưa sổ hoa, không biết là chậu này có mắt đen không ta. Chậu này chưa sổ hoa, gọi là bán sổ số đi. Con ơi, chậu này rất là to nhé, chậu này 180, rất là nhiều thân tơ chưa hoa luôn. Chậu này to đùng. 3 chậu hoàng phi hạc. Có một cái mã này là mã M21 đen rô xuân 170.000, siêu to bự. Tiếp đến là mã M25 150, kim điệp xuân hoa vàng. M24 120.000, kim điệp xuân. Chậu này cũng đang có nụ hoa. Đây có một chậu đen rũ đang hoa này. Đấy, bác nào lấy cái chậu đen rũ đang hoa này làm giống này, em bán cho mọi người 120. Chậu này đầy ki. Chậu này gần như toàn ki trên thân. Chậu to lùng này. Chậu này năm ngoái bán 280 đấy ạ. Em bán 120 cho các bác thanh lý. Tiếp theo là sơn thủy tiên nhá. Có mấy chậu sơn thủy tiên này. Chậu này M18 này 220.000. Một chậu sơn thủy tiên rất là nhiều mầm. Cực kỳ là nhiều mầm.
M17 200.000. Chỗ này đang có hai nụ hoa 200.000 này. Còn đây là hoàng lạp thân nó sẽ nhỏ hơn. Hoa chắc chắn là sẽ nhỏ hơn sơn thủy tiên đấy ạ. M16 này 170.000, cái chậu hoàng lạp rất là đẹp. M15 cũng 3 nụ nhá. Mỗi chậu hoàng lạp ít nhất là 3 nụ hoa. Đây là ít nhất nhá, còn một thân hoa nó sẽ do rất là nhiều hoa. 170. Và cái M19 này là một chậu kiều lục bắc, chậu kiều lục bắc cực kỳ nhiều nụ nhá. Chậu này ít nhất là em đếm sơ sơ nó rơi tầm 4 cái nụ hoa to đang mọc lên. Một nụ này, hai nụ này, ba nụ này và một cái nụ hôm qua nhìn là cái đâu ấy. Ít nhất giò là 4 nụ đấy ạ. 230.000 cái giò kiều lục bắc này. Em có một cái mã M7 là một mã 40.000 là một chậu trầm cổ đang có nụ hoa. Mã M5 là một giò Hawaii đang lên mầm gốc này. 100.000 này. Nhiều thân. Mã M6 là một lô chấp Mỹ 90.000, cực kỳ là nhiều mầm gốc. Mã này là mã M4 130.000. 3 thân. M3 là một chậu đen rô vàng kim cương 220. Còn duy nhất hai chậu đen rô vàng kim cương là hết hàng. M2 cũng là đen rô vàng kim cương, chậu này siêu nhiều mầm cũng 120.000. À 220.000. Sorry, còn hai chậu. Chậu nhiều thân thì nó mầm nó bé, chậu ít thân thì mầm nó to. Và đây là những cái mã trầm cổ cuối cùng nhà em là hết hàng nha mọi người nhá. Nếu ai đã chơi trầm cổ và đặt trầm cổ nhà em thì mọi người biết là cái lô này nó quá rẻ và đẹp luôn. Về 50 triệu luôn. Đấy, hiếm bây giờ trầm cổ nào đẹp như thế. Mã C3 6 thân 170.000 này. 6 thân nhá, ngăn ngắn xinh xinh, nhiều mầm gốc. Mã C3 trầm cổ ạ. Mã C2 trầm cổ 4 thân 140.000. 3 dài 1 ngắn 140. Mã C8 trồng cổ 7 thân 170.000. Giò này rất là nhiều mầm gốc luôn. 170.000 mỏ. Đang rất là nhiều nụ mọi người ạ. Đây mọi người nhìn cái nụ của nó này. Nụ nó đang lên nhú nhú thôi. Nụ. Mã C7 5 thân 160, 5 thân. Mã C6 5 thân 150.000. Cái này như là có hai thân nó bị gập ở đầu ngọn một tí. Được rồi, nó chạm vào nhau, khổ quá, đang quay. Mã C5 6 thân 170 này. Và mã C4 5 thân. Đây, mã C4 5 thân là chất lượng nhất này. 5 thân cao trên móc 220. Đấy, nói chung là còn ít thôi. Và hôm nay là những cái mặt hàng em quay cho mọi người. Các bác chốt đơn thì nhớ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại nhé. Cái giả Hà Pháp này thì em cứ bán theo đồng giá là 200.000 đối với hàng chọn. Còn những cái hàng mà không chọn thì là 150. Còn có thời gian nó sẽ lên từng hình. Đấy, từng hình thì thực ra thì nó sẽ có những cái giò nhỉnh hơn đấy ạ. Có thời gian nó sẽ lên từng hình thì có những giò nhỉnh hơn, nó giá nó sẽ khác. Còn nếu các bác đặt theo kiểu đồng giá như vậy thì các bác sẽ hời hơn. Đấy, rất là nhiều mầm gốc. Em cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi phiên buổi live trình ngày hôm nay nhá. Xin cảm ơn tất cả các bác.